Atika. Bụt nhạc nó mô đành tu chi rằng rạc khẩn tu nộ gia rù. Aka sattha chấp phùng mát thà đề hoa nà gà mát thi kà. Bụt nhạc nó mô đành tu chi rằng rạc khẩn tu nhà ta dụ. Aka sattha chấp phùng mát thà đề hoa nà gà mát thi kà. Bụt nhạc nó mô đành tu chi rằng rạc khẩn tu bà ni nộ. Aka sattha chấp phùng mát thà đề hoa nà gà mát thi kà. Bụt nhạc nô anu mô đàn tu chi rằng rạc khanh tu nô sa đà. Chữ thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh quan nghị phật đều chúng con. Hội vị Phật giáo tăng bội các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chế cô sa la cam mạng các tắp bằng khi ri dặn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ra tăng các tăng dê sát ta sanh nhi nô a thi dê cha sát ta a sanh nhi nô các tăng quân nhà phá lăng mây hằng sắp bê pha ri phá hoàn tu tê dê tăng các tăng su bi đi tăng đinh năng bun nhà phá lăng ma già về cha ta tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni về đa dùm sắp bề lô cầm ni về sắp ta chỉ quan ta ha ra hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sắp bề lắc phần tu ma ma về ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhạc. Chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con ngồi hưởng danh quang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đến hầu mặt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hạng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cũng dược qua thành thực phẩm mùi hương thọa lầm. Ý đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta vô, nguyện thân nhân qua vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Ý đăng qua ta mê buôn nhân a sa quá khá gia quá hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là một duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Và con đã xong phần lễ bái tâm bảo thọ trì bát quan giới ngày hôm nay. Và bây giờ thì và tất cả phước báo nào có được trong ngày hôm nay thì con cũng kính dâng lên ngài Trí Đức cùng Chí Tôn Đức. Con cũng kính dâng đến tất cả quý bà, quý cô tu nữ, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh, bồ đề tâm kiên cố, sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Và con cũng kính chia phước này đến đạo tràng Pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị đều được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng nhiều phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho ngài Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sằng Thầy. Kính lễ đại đức Phật Thạnh, đại đức Phật Sàng. Xin chào cô tu nữ nhiều pháp. Xin chào chư Thiện Nam, Thiện Nữ, Thiện Hữu Tri Thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong cầu Phật Nguồn 158. Trước khi bước vào bài học này, ngài Thiên Bác được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt Thô Ma Hê Si Ả La Hằng Ca Thà Ca Tô Lô Cú Sa Mô Sáp Pa Ca Rù Huy Chệt Ca Cô Lô Ca Sa Sa Thà Cha Na Đầm Ma Cô Quý Đồ Quỳnh Đa Ma Hành Tăng Na Ra Pù. Cha này giác trần, Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng,
Tử Đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bát Đi Bồ Tát Ta Sa Sa Cú Nô Lô Ca Nam Mần Kha Sa Lý Na Ca Rô Cô Tháp Bà Nhu Bút Tháp Bà Tí Phù Tí Sành Nhá Tô Hoàn Đà Má Hành Tăng Ná Ra Phù. Cha này giác cần pháp bảo với như ánh vạn, Như Lai soi sáng, vẹt mạc, vô minh, hóa tan, lầm lạc chuyển sinh, đại diện Phật Tổ, quang minh rõ. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đáng cho công chung, nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số bát tát sát sa quốc cô thích tha số ca mô quá nó thầm má thích các cô niềng đa bát sân sa đi á na đá rồ quá rồ quan đa má hành tầng đá ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thiên văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhắn ai bị. Con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tình hát thế giá tê chê nát sức thà mê ê tu á thá năng tác xà bí à lúc hòa quê nát xá hát xà dê nát sức thật thu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Alo, quý vị nghe âm thanh vừa phải hay là nhỏ? À, nghe có rõ không ạ? À, được ha. Rồi, xà thủ xịt kìm. Câu Phật Ngôn 158. Atta na me wa bát tha măng. Atta na me wa bát tha măng. Atta na me wa bát tha măng. Câu số 2. Bát tị rù về ni về sa ye. Bát tị rù về ni về sa ye. Bát tị rù về ni về sa ye. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Atta na me wa bát tha măng. Bát tị rù về ni về sa ye. Atta na me wa bát tha măng. Bát tị rù về ni về sa ye. Atta na me wa bát tha măng. Bát tị rù về ni về sa ye. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Athanya nu sa say ya. Athanya na manu sa say ya. Athanya manu sa say ya. Rồi câu cuối cùng. Na ki li say ya ban di to. Na ki li say ya ban di to. Na ki li say ya ban di to. Còn lại câu 3, câu 4. A thành nha manu sa say ya na ki li say ya ban di to. A thành nha manu sa say ya na ki li say ya ban di to. A thành nha manu sa say ya na ki li say ya ban di to. Rồi bây giờ đọc lại nguyên bài ha.
ta na mê quá bát tháp măng bát tí rù bê ni quê xá dê á thành nhá mã nu xà xây nhá na kí lý xây nhá bành đi tô. À, tiếng lục cục giống như giống như nước chảy. À, cái này không phải là nước chảy mà cái phong linh gió ngoài, gió ngoài nó thổi. À, cái này nó nghe rỗng rãng này, bởi vì nó là những cái thanh tre chứ không phải nước chảy. Rồi nghe đây không chịu nghe, nghe toàn cái chuyện gì đâu á. Đâu có ai ha. Anh ta nó mê quá bác tham măng bác chí rù bề nếu quê xa về á thành nhắm nụ xà xây nhắm nó kỳ lý xây nhắm bằng đi tù. Rồi có một cách đọc nữa, không phải đọc nguyên bản mà chúng ta chia ra làm hai, dừng lại cuối câu số 2. Anh ta nắp mê quá bát tháp bằng bát tí rù bề ní quê xa dê a thành nhá ma nu xà xây giá nê ký lý xây giá bành đi tô. Đọc lại cách thứ hai này. Ta na mê quá bát tháp bằng bát tí rù bề ní quê xa dê a thành nhà manu sa say ya na kili say ya bằng đi tô. Rồi bây giờ chúng ta đi qua đoạn kệ ha. Một câu tám từ chúng ta chia làm hai bốn bốn, là cố gắng đọc một lần hai câu ha. Ta na mê wa ba tha mong ba ti ru be ni we sa ye a thanh nha ma nu sa say ya na ki li say ya ban di to. Ta na mê wa ba tha mong ba ti ru be ni quê xa về a thanh nhã ma nu xa xây nhà mà chỉ lý xây và bắn đi tù. Lần nữa a ta na mê wa ba tha mang ba ti ru bê ni quê xa về a thanh nhã ma nu sa say ya na ki li say ya ban di to. Trước hết tự đặt mình và những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người kia khỏi bị nhiễm. Rồi mời Sít Meta, Sít Kim, Sít Hồng Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai, cô Kim cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Tuy Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, con kính đảnh lễ sư Phước Thạnh, con kính đảnh lễ quý bà cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú 158. Atta namê wa ba tha mang ba ti ru bê ni vê sa dê a thành nhà ma nu sa say ya na ki lít say ya bành đi tô. Và con phân tích át trường âm nhẫn, ta trường âm thông thường, na đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá ba hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nghiêng âm, bá tí hai đoạn âm, ru bê hai trường âm thông thường, ní đoạn âm,
quê trường âm thông thường, xá đoạn âm dê trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Áp ta na mê wa ba tha măng ba ti ru bê ni quê xá dê. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Á là đoạn âm thanh trường âm nhấn, nhá, má, nú là ba đoạn âm, xa trường âm thông thường, xây trường âm nhấn, giá đoạn âm, ná đoạn âm, ký đoạn âm, lít xây là hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm và tô trường âm thông thường. Con đọc lại câu 3 và câu 4. A thần nhà manusa say yana kilit say ya bandito. Và con đọc lại từ đầu. A ta na me wa ba tha mang ba ti ru be ni we sa ye. A thần nhà manusa say yana kilit say ya bandito. Ta na me wa ba tha mang ba ti ru be ni we sa ye. A thần nhà manusa say ya na ki lit say ya ban di to. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mê hoa ba tha măng ba ti ru bê ni quê xa về. A thân nhà ma nu xa xây ya na kỳ liệt xây gia bành đi tổ. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Và con mời cô Kim đọc tiếp tục. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư núp lùm, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị Hồng Mai, Meta, Tina, The Man cho tín hiệu đó, nghe rõ, như vậy âm thanh nghe rõ. Chân sơ sư lẹ nhẹ cào nhà, con hoài dĩ sư, con nghe rõ ràng lắm mà. Thường ngày là chỗ sư là có chó sủa nè, gà gái nè, rồi chim hót nè. Rồi nhiều khi mấy bữa mà sư quên cho nó ăn, nó gầm gừ, nó quýnh lộn, nó ung sùm. Bữa nay sao im lặng, không nghe tụi nó làm gì trơn mà nghe tiếng cục lục chục cục cục. Rất lạ. Chắc sư không phải chùa sư đâu, sư đi chỗ khác hơn sư. Sư đi công chuyện chỗ khác hơn sư. Sư ba, con nghe làm sao con nói rõ ràng vậy chứ. Đâu phải mà không chú tâm, có chú tâm mới biết cái sự khác biệt chứ sư. Không chú tâm sao cái thấy được khác biệt. Mình thì nghe sư đọc bài đó cũng biết rồi, còn thấy cái gì khác là phải biết nữa chứ. Trời ơi, nghe rõ ràng giống gì mà ba. Chứ hay cào nhào cũng quá. Thôi bây giờ con trả bài đi. Sư ở đâu con biết sư không ở chùa. Ở chùa những gì Ngọc Đạt. Nói mai đọc đi, nói mau rồi đọc đi. Sư không bỏ dấu, không biết sư nói gì đó mà đánh thiếu chữ. Nói mau rồi đọc đi, nói mau đọc đi. Đọc thì đọc chứ. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú 158. Ất ta nam mê quá tha tha măng tắc đi rù phê ni quê xa dê á thành nam anu xa xây gia na ki lịch xây gia phần đi tổ. Ất ta nam mê quá tha tha măng tắc đi rù phê ni quê xa dê á thành nam anu xa xây gia na ki lịch xây gia phần đi tổ.
phân tích câu số 1 và câu số 2. Ác trường âm ngắn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, nê trường âm thông thường, quá bá thá ba đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Bá tiếng hai đoạn âm, ru phê hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Đọc một, đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ác tà nam mê qua phát tham mặn tắc vi rù phê ni quê xa dê ác thành nam ác thành nha ma nu xà xầy gia na ki lít xầy gia thành đi tổ để con đọc lại đã. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ác tà nam mê qua phá ta mặng bác ti rù phê ni huệ sa dệ ác thành nha ma nu sa say gia na ki lít say gia phành đi tổ. Phân tích câu số 3. Á đoạn âm, thành trường âm nhắn, nhá má nú ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, say trường âm nhắn, giá đoạn âm. Câu cuối cùng hay là câu số 4. Ná ký hai đoạn âm, lít say hai trường âm ngắn, giá đoạn âm, bành trường âm ngắn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. À, đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bà ca kệ. Câu tu nữ trẻ viên nói sức chim kệ gì vậy, kệ đại đó, miễn có kệ nghe được sư không la là được rồi, tôi đâu có biết ca hát giỏi giang gì đâu. Kệ đại đó thì kệ mình kệ không xong thì gọi là ca kệ, vừa ca vừa kệ giống vậy đó. Không biết bữa nay cô vô chưa vậy ta. Dạ, đọc lại câu 3 câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. A tham nyamanusa sai yanaki lit sai japan dito ta nam mê qua phát tham mặng bác tí rù phê mi quê xa dê á thành nha ma nu xà xây gia na ki lịch xây gia thành đi tổ á ta nam mê qua phát tham mặng bác tí rù phê mi quê xa dê á thành nha ma nu xà xây gia na ki lịch xây gia thành đi tổ Atana me wa pata mang bhakti rupe ni we sa ye Atanya manu sa say ya na ki lit say ya pandito Atana me wa tat wa pata mang Atana me wa pata mang bhakti rupe ni we sa ye thành nhà ma nu sa say ya na ki lịt say ya phan di tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 158. Ai mà để màn hình phân nửa vậy trời ơi, không thấy gì hết trơn. Cảm ơn cô Hồng Mai, cô Mít Trà, cô Đường Men cho bông hoa, dùng vỗ tay vỗ chân, nhưng ấy như vậy. Con xin các sư, các cô tư nữ và quý Phật tử thấy con có đọc gì sai hay phân tích gì sai cho con biết. Con xin cảm ơn và con mời cô Hồng Mai kế tiếp thì như vậy đó. Nếu không phải thì xin mời người khác. Chúc quý vị an vui. Không biết ai mà lý do cái gì nè, biết sợ gì nè, ai mà phá cái gì ta. Để trả máy trả lại mà cũng không được nữa nè. Kỳ lạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Thạnh, Sư Phước Sang, quý sư. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp với cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Netta, The Man và chị Kim đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ cảm ơn sư Trí Đức đã post bài. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú số 158. Atta na me wa pa tha mang pa ti ru pe ni we sa ye a thanh nya ma nu sa say ya na ki lis
say ya tan di to atta na ne wa ta tha mang pa ti ru pe ni we sa ye a thanh ya manu sa say ya na ki lis say ya tan di to. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Áp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, nê trường âm thông thường, quá, tá, thá ba đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, tí hai đoạn âm, ru, pê hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá đoạn âm, dê trường âm thông thường, áp ta na mê quá ta tham măng ta ti ru pê ni quê xa dê. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á thanh, á đoạn âm, thanh là trường âm nhấn, nhá, má, nú ba đoạn âm, xa trường âm thông thường, xây trường âm nhấn, giá đoạn âm, ná, ký hai đoạn âm, lít, xây hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, tâm trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường, a thành nha manu sa say ya na ki li say ya tang di to. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 158. A ta na me wa ta tha mang pa ti ru pe ni we sa ye a thành nha manu sa say ya na ki li say ya tang di to. A ta na me wa ta tha mang pa ti ru về như về xa về a thành nha manu sa say ya na ki li say ya tan di to. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc lại ạ. Atanami wapathamang patirupe niwe saye Athanyama nusasaya nakilisaya pandito Atanami wapathamang patirupe niwe saye Athanyama nusasaya na ki li say ya pan di to. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Con kính cảm ơn sư trí, cảm ơn toàn thể đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 158 ngày hôm nay ạ. Atta namme wapathamang patirube niwe saye athan nyamanusa sayanakilisaya bandito Atta namme wapathamang patirube niwe saye athan nyamanusa sayanakilisaya bandito. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Atta namme wapathamang patirube niwe saye. At là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá, bá, thá là ba đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, tí là hai đoạn âm, ru, bê là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Atta namme wapathamang patirube niwe saye. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Athan nyamanusa sayanakilisaya bandito. Á là đoạn âm, thanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm,
Má, nú là hai đoạn âm. Sa là trường âm thông thường. Say là trường âm nhấn. Giá là đoạn âm. Ná, ký là hai đoạn âm. Lis, say là hai trường âm nhấn. Giá là đoạn âm. Banh là trường âm nhấn. Đí là đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Athanh yamanusa say yanakilis say yabandito. Dạ, con xin đọc lại ạ. Atta name wapathamang patirube niwe saye athanh yamanusa say yanakilis say yabandito. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người. Người trí khỏi bị nhiễm là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Attaname wa bathamang batirube niwe saye Athanyama nu sasaya nakilisaya bandito Attaname wa bathamang Atmang batirube niwe saye Athanamanu sasaya nakilisaya bandito. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý cô, quý bà, quý cô sư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài ạ. Câu Pháp Cú số 158. Atta na me wa pa tha mang pa ti ru pe ni we sa ye a han nya man nu sa say ya na ki na ki lis say ya ban di to atta na me wa pha tha mang pha ti ru pe ni we sa ye a than nya manu sa say ya na ki lis say ya ban di to. Dạ, con xin đọc câu phân tích. Atta na me wa pha tha mang pha ti ru pe ni we sa ye áp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, phá đoạn âm, thá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá tí hai đoạn âm, ru trường âm thông thường, bê trường âm thông thường, ní đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá đoạn âm, dê trường âm thông thường, áp ta ná mê quá phát sát măng phát tiết ru về ni về sa về câu 3 và 4. A thành nhã manu sa say ya na khi li say ya bam đi tô a đoạn âm thành trường âm không trường âm nhấn nhá đoạn âm má nú hai đoạn âm sa trường âm thông thường say trường âm nhấn giá đoạn âm ná đoạn âm khí đoạn âm li trường âm nhấn say trường âm nhấn giá đoạn âm ban trường âm nhấn tí đoạn âm tô trường âm thông thường áp thành nhắc manusa say ya na kilis say ya ban di tô. Trước hết tự đặt con xin hỏi atta na me wa pa tha mang pa ti ru pe ni we sa ye áp thành nhắc manusa say ya na Kilis say ya bandito. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Antaname wa pa tha mang pa ti ru pe ni we sa ye Antanyama nu sa say ya na kilis say ya bandito. Antaname wa bathamang patirupe niwe saye Antanyama nusa saya nakilin saya bandito.
Dạ con có đọc xong, con có sai xin ngài sửa và đạo tràng sửa dùm cho. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, sư Phước Sang, sư Thạnh, và kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, và kính chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tôi duyên xin đọc kinh Pháp Cú số 158. Dạ, cảm ơn ngài đã bót bài. Atta namê quá bát tham măng bát tí rù bê đi quê sa yê Atta nhám anh nô sa say giá Naki lịch say giáp bàn đi tô. Atta nam mê quá bát tha măng bát tí rù bê đi quê sa dê. Atta nhám anh nô sa say giá Naki lịch say giáp bàn đi tô. At trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá bá hai đoạn âm, thá đoạn âm luôn, măng trường âm giọng nguyên âm, đoạn hai bá tí hai đoạn âm, ru bê hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Đoạn 3. Á đoạn âm, thanh trường âm nhấn, nhá, má, nú ba đoạn âm, xa trường âm thông thường, say trường âm nhấn, giá đoạn âm. Đoạn 4. Ná, ký hai đoạn âm, lít, say hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, ban trường âm nhấn, đi đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ta nam mê qua bát ta măng bát ti ru bê ni quê sa dê a thành nha manu sa say giá na ki lít say giá ban đi tô. Dạ, bây giờ tự nhiên sẽ kể. Atta namê hoa bà tha măng bà ti ru bê đi quê xa dê. Atta nhà mà nô xa xây gia na ki lịch xây gia bàn đi tô. Atta na me wa ba tha mang ba ti ru be ni we sa ye. Atta nya ma no sa say ya na ki li say ya ban di to. Trước hết, tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Phở thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và đọc bài kệ vừa xong. Dạ, bây giờ đã thấy cô Phúc Hạnh mới vừa hòa vào rung. Dạ, không biết cô có nghe âm thanh của Tuệ Duyên. Dạ, nếu cô có nghe, kính mời cô. Chào Như Quang, Hoàng Thành. Dạ, rồi bây giờ tự nhiên xin xuống mic. Dạ, kính mời cô ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào chư Phật tử.
Dạ chưa thấy bài ạ. À. Dạ con mới mở máy ra con chưa thấy bài. Bạch ngài cho bài con mới đọc được ngài. Dạ rồi con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con xin đọc câu pháp cú số 158 ạ. Atta nam me wa batha mang bati bati ru be ni ve sa ye Atta nam man nu sa say ya na kilit say ya ban di to Atta nam me wa batha mang bati ru be ni ve sa ye At là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Né là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Quá, bá là hai đoạn âm. Thá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, tí là hai đoạn âm. Ru, bê là hai trường âm thông thường. Ní là đoạn âm, vê là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Athan yaman nu sa say yana kilit say yapa ban dito. Không thấy được. Athan yaman nu sa say yana kilit say yapa ban dito. Á là đoạn âm, than là trường âm nhấn. Nhé má là hai đoạn, nú là ba đoạn âm. Sa là trường âm thông thường, say là trường âm nhấn, giá là đoạn âm. Ná, ký là hai đoạn âm. Nít là say là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm. Ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Anh nhé mà nu xà xây giá na kí lít xây giá bàn đi tô. A tà na mê wa ba tha măng ba tí rù bề ni xê xa dê. A tà na mê wa ba tha măng ba tí rù bề ni xê xa dê. A tà nhé mà nu xà xây giá na kí lít xây giá bàn đi tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng. Sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Dạ con xin kể. Atane me wa ba than mang ba ri ru be ni se sa ye. Atanya ma nu sa say ya na ki le say ya ba ni to. Dạ con đã đọc và phân tích xong. Có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống bếp, xin mời vị tiếp theo. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Phúc Thạnh cùng quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 158. Atanamê qua bát tha qua ba tha mằng ba ti ru bề ni quê sa rê a thành nam manu sa say ya na ki lê ki lít say ra bàn đi tô a ta na mê qua ba tha mằng ba ti ru bề ni quê sa rê A thành nam manu sa say ra na ki lít
xây ra bàn đi tô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bá là đoạn âm, thá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí là hai đoạn âm, ru bê là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, quê trường âm thông thường, xá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Át ta na mê qua ba tha măng ba ti ru bê ni quê xa rê. Câu 3 và câu 4. Á là đoạn âm, thanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn nhá, má nú là ba đoạn âm, xa là trường âm thông thường, xây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ná là đoạn âm, ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, xây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, băn là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. A thành nha ma nu sa say ya na ki li say ra ban đi tô. À, con xin đọc lại toàn bài. A ta na me wa ba tha mang ba ti ru be ni quê sa re. A thành na ma nu sa say ra na ki li xảy ra bàn đi tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ạt ta na mê quả ba tha măng bà tí ru bê ni quê xa dê. A thánh nha na ma nu sa say ya na ki say ya ban đi ra ban đi to. A ta na me qua ba tha măng ba ti ru be ni quê sa re. A thánh nha ma nu sa say ya na ki lít xê ra ban đi tô. Trước hết tự mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp. Alo 123. Dạ con xin kính lễ quý sư, con xin kính lễ quý cô tu nữ và con xin kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 158. Để con kế bài xin. Attaname wabathamang batirube ni we sa ye. Atanyamanusa sayanakilis sayabandito. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Attaname wabathamang batirube ni we sa ye. Atta trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, mê trường âm thông thường, vá bá hai đoạn âm, thá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, ru bê hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, vê trường âm thông thường, xá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Attaname vapathamang bati ru bê ní vê dê. Phân tích câu 3 và câu 4. A thành nhà manusa sayyana kilisayya bandito.
á đoạn âm thanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, á đoạn âm, nú đoạn âm, sa trường âm thông thường, say trường âm nhấn, giá đoạn âm, ná đoạn âm, ký đoạn âm, lít trường âm nhấn, say trường âm nhấn, giá đoạn âm, ban trường âm nhấn, đi đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài. Atta namê quá bát tham măng bát tí rù bê ni quê sa dê á thành nhá ma nu sa say á na ki lít say á bàn dí tô. Atta namê quá bát tham măng bát tí rù bê ni quê sa dê á thành nhá ma nu sa say á na ki lít say á bàn dí tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phép kệ. Atana me wa ba tha mang ba ti ru be ni we sa ye atanya ma nu sa say ya na ki li say ya ban di tu. Và con đã xong. À, con có sai chỗ nào xin nhờ đạo tràng chỉ dạy cho con. Con xin mời vị kế tiếp. Alo, 123-123, quý vị nghe rõ ha? Xà tủ, xích mê ta, xích kim, xích hồng mai, huynh danh nhật hà, xích tì na, cô tu nữ tự duyên, cô tu nữ phúc phận, xích quang thanh, xích tờ men. Vị nào đọc cũng hay hết. Còn một số, cứ mạnh dạn đưa tay đi. Ví dụ như Huynh Quang nè, lâu quá mới vào đạo tràng ha. Rồi Sức Nhung Phạm nè, Sức Nhung Phạm hôm trước cô tu nữ Duyên hướng dẫn nè, đọc cũng có lý lắm á. Sức Nhung Phạm đưa tay. Rồi Huynh Hạnh Pháp. Rồi ai nữa đó? Rồi mời quý vị cứ mạnh dạn đưa tay nhé. Sao hôm nay sao im ru vậy? Mời quý vị cứ mạnh dạn đưa tay đi. Thời gian còn nhiều mà nói gì. Rồi Huynh Quang hả? Huynh Quang đưa tay đọc mà đọc đi. Lâu quá chắc là quên rồi ha. Đọc ôn lại với người ta nói văn ôn bổ luyện. Mà lâu quá không đọc ra là thấy u ớ luôn á. Mời quý vị, chúng tôi đưa bài lên ha, để cho quý vị thấy đọc nè. Mình nhận đưa tay lên đi. Tô Phật Hô 158. Rồi Huynh Hạnh Pháp. Rồi, đâu rồi? Đưa tay lên chứ sao mày tỉnh bơ vậy? Rồi, xích Nhung nè. Rồi, Xà Thủ Huỳnh Hành Pháp. Dạ, alo, dạ, con xin kính chào Sư Chí Đức, quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Tuệ Duyên Hồng Mai Tina và Trà Men cho con biết tín hiệu tốt rồi. Dạ, sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 158. Attanamekwa Pakamang Patirupe Nikwesaje Attanamanusa Seya Nakilis say Japan dito at tanamay kwa
Pakam Mang Patibupe Nivesaye Athanama Nusasaya Nakilisayan Pandito. Sau đây con xin phân tích nữa. Mát trường âm nhấn ta trường âm thông thường, na đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn đoạn âm, ta phá đoạn âm, thá đoạn âm, măng là trường âm và thân dạng hương âm, phá phí là hai đoạn âm, ru trường âm thông thường, p trường âm thông thường, ní đoạn âm, v trường âm thông thường, xá đoạn âm, dê trường âm thông thường, á đoạn âm, thân là trường âm nhấn, nhá nhá đoạn nhá, má đoạn âm, nú đoạn âm, xa trường âm thông thường, xây trường âm nhấn, giá đoạn âm, ná ký là hai đoạn âm, lít lít là trường âm nhấn, xây là trường âm nhấn, giá đoạn âm, tan trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Atan namit quá pa tamang patirupe ni ni kuesaye ye Anamanusasya na kilisay japan dito. Atanami kwapakamang patilupe niwesaye Atanamanusasya na kilisay japan dito. Con xin xuống bức ảnh và mời vị tiếp theo ạ. Sa thú Quỳnh Hạnh Pháp. Quan trọng ở đây là Huynh phân tích trường âm, đoạn âm chính xác. Cái giọng đọc á, thì cũng còn hơi phân tâm một chút. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích mà chuẩn rồi thì từ từ chúng ta sẽ chỉnh sửa sau ha. Như vậy chân tỏ Huynh cũng rất là tiến bộ. Cố gắng thì sẽ thành công thôi. Và trường hợp của Huynh là một điển hình ha. Quan trọng của Pali là chúng ta biết nó là trường âm, đoạn âm. Và nếu mà chậm rãi thì chắc chắn là Huynh đọc sẽ trôi chảy. Bây giờ thì hơi phân tâm một chút, hoặc là hơi run một chút thôi. Nhưng mà nếu mà bình tĩnh á, thì khi mà phân tích được như vậy thì chắc chắn là giọng đọc là sẽ tiến bộ rất là nhiều, đỡ hơn là Huynh Quang nữa. Quang mời lên đọc không biết bị ai rượt, nó đang chạy bộ chạy đâu vậy, ai rượt đâu mà chạy dữ vậy Huynh Quang. Rồi thôi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng ha. Xích Nhung có đưa con rồi, bây giờ ý nghĩa từ vựng Atta Nam Mê Quát Bát Tháp Măng. Atta Nam Mê Quát Bát Tháp Măng, cái chữ mà Atta Nam Mê Quát là do cái từ Atta Năng cộng với e quá, atta năng cộng với e quá bạn biến thành atta nó mê quá. Thì ở đây cái chữ mà
Ê quá là quý như, tợ như, dường như ha. Rồi ác ta năng, do chữ ác ta là bản thân, à, tự thân, quý như tự thân, à, rồi chữ bát tháp mần, chữ bát tháp mần là ý nghĩa của từ này là do từ bát tháp má. Bát tháp má nó là một trạng từ, nó về số, à, ví dụ như à, số 1, à, hoặc là đầu tiên hay là trước tiên, à, thì chữ bát tháp mần này, à, nó nói lên cái vấn đề mà đứng đầu á, đó là bát tháp mần, ha. Tức là trước tiên, à, coi như là quý như bản thân của chính mình, ha, trước tiên. Rồi bây giờ coi như câu số 2. Câu số 2. Bát tị rù bề ni về sát về. Bát tị rù bề ni về sát về. Chữ bát tị rù bề do cái từ bát tị rù bát. Đây là một tính từ nam tính ha. Nhưng mà à, bát tị rù bá được chia theo định sở các số ít, tức là sát tầm ý vì phát tị e có vô trần á, cho nên bát tị rù bá biến thành bát tị rù bê. Bát tị rù bê ở đây à, ám chỉ về đức hạnh, đức hạnh hay là một việc làm đúng đắn, à, đúng đắn hay là đức hạnh. Rồi cái từ thứ hai là ni quê sát về. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ni ở phía trước, à, ni ở phía trước, à, có nghĩa là trên ha. Rồi quê sát về, quê sát về do căn ngữ wish, tức là đi vào, đi vào. Vậy thì ni quê sát quê, à, ni quê sát về ở đây, à, nó là một động từ số ít, à, nên rèn luyện, nên củng cố, nên rèn luyện, nên củng cố. Vậy thì câu 1, câu 2 ở đây, hai câu này nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Hát ta nắp bề quá bát thắp măng bát thị ù bề ni về sát về. Trước tiên nên rèn luyện chính bản thân vào cái việc đúng đắn, hay là trước tiên nên rèn luyện chính bản thân vào cái việc đức hạnh, à, tức là chú trọng về bên trong, à, cái nét. Rồi bây giờ qua câu số 3. Thân nhá manu xà xầy giá thành nhá manusa xây nhá. Câu số 3 này, à, chúng ta thấy câu số 3 nó dính liền một chùm luôn ha. À, câu số 3 bây giờ chúng ta bắt đầu chia ra. Chữ đầu tiên là chữ Atha cộng với anh nhân. Atha cộng với anh nhân, và chúng ta thấy chữ Atha có nghĩa là rồi, à, thì là, à, là chữ anh nhân. Anh nhân do từ anh nhá, nó là một là đại từ nam tính ha, ám chỉ về người khác, à, người khác. Rồi ở phía sau là cái gì? Anusa xây giá, anusa xây giá là rèn luyện hay là chỉ dạy, à, thì anusa xây giá là chỉ dạy. Vậy thì cái nhóm từ này đi chung với nhau, a thành nhóm anusa xây giá rồi mới chỉ dạy cho người khác, à, rồi mới chỉ dạy cho người khác.
Và câu cuối cùng, Nakilisay Yabandito, Nakilisay Yabandito. À, chữ ná là không ha. Rồi Kilisay Yá, Kilisay Yá do căn ngữ Kilis tức là phiền não hay là ô nhiễm, phiền não hay là ô nhiễm, ô uế. Và Pandito có nghĩa là người trí. Thì ở đây Nakilisa và Pandito, chữ Pandito do từ Pandita và đứng làm chủ từ. Chú ích bà tâm á nghe câu quá chân áo quyền pháp tí, cho nên Pandita đứng làm Pandito, bậc hiền trí, hiền nhân hay là người trí. Rồi chữ ná trước là không. Rồi cái lít xây nhà bị ô nhiễm, bị ô uế. Chị lít chuyện đó ô ô uế, chở chị uế mà biết cái gì vậy. Chị uế còn có gì ú nữa nè. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta một cái ý nghĩa. Trước tiên nên rèn luyện chính bản thân vào việc đúng đắn đức hạnh, rồi mới nên chỉ dạy người khác. Vì thế người chỉ không thể bị ô nhiễm. Xin lặp lại ha. Trước tiên nên rèn luyện chính bản thân vào việc đúng đắn, rồi mới nên chỉ dạy người khác. Người chỉ không thể bị ô nhiễm. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phô thơ lục bát thế này: tự mình kiên định không sờ, tự mình củng cố chánh chơn con đường, mới đi giáo hóa muôn phương. Bậc trí như vậy chẳng vương nhiễm gì. Tự mình kiên định không sờ, tự mình củng cố chánh chơn con đường, mới đi giáo hóa muôn phương. Bậc trí như vậy chẳng vương nhiễm gì. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu với tuổi thơ ngũ ngôn ha. Trước thế tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người. Người chỉ khỏi bị nhiễm. Trước thế tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người. Người chỉ khỏi bị nhiễm. Trong phần từ vựng quý vị thấy có cái từ nào hơi rắc rối không? Alo, có cái từ nào rắc rối không? Im ru. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha, để tìm hiểu coi tại sao câu Phật ngôn là kỳ kỳ ha. Câu Phật ngôn 158 do Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên về Tawana Uyhara. Và Đức Phật đã đề cập đến một vị trưởng lão tên là Nên đã viết như thế nào. Alo, vị nào viết chữ Upananda? U ba trời ơi, bữa nay viết là hay vậy ha. Phiên âm ra chứ ghê thiệt ha. Cô trung nữ tụy viên này hôm nay chơi chữ ha. Upananda xin nhờ quên cô tu nữ nhiều pháp này sẽ không mai viết chính xác. Còn cô tu nữ tự nhiên dịch cái kiểu này nguy hiểm lắm nha, thà để nguyên chữ Pali đừng có dịch ra.
dịch ra như vậy dễ bị coi như hiểu lầm, và đọc như vậy nhìn vô trong đó mà đọc thì biết là mình không có nhìn vô văn bản của Pali đọc được. Cố gắng đi, cố gắng để nguyên vậy, đừng có chuyên dịch ra chỗ này người ta gọi là mất dịch đó, mệt lắm. Ngài Upananda là một cái vị trưởng lão có biệt tài thuyết pháp, vị thuyết pháp hay lắm. Nhiều vị tỳ kheo nghe ngài thuyết pháp thì ngài luôn luôn đề cập đến những cái pháp mà quan trọng, đó là thiểu dục tri túc và chư tăng cũng như chư thiện nam thiện nữ cúng dường đến nhà rất là nhiều vật dụng, tứ vật dụng, và trong đó có cả cái tấm gọi là thượng y. Thượng y tức là cái y về trái, y trên, tức là những bộ y quý giá. Rồi ngài Upananda này, Upananda này khi mà thọ dụng tất cả những vật dụng mà các vị thầy khác đối với cái pháp và ưng xả lưu trị, tức là các vị đó xả bỏ những cái y cũ hoặc là những cái mà dư không sử dụng được, thì cái vị này lại coi như thu gom hết những cái vật dụng đó, mới thu gom hết những vật dụng đó. Rồi đến cái ngày mà ăn cư kiết hạ mưa, khi mình đến như vậy thì ngài Upananda này đi thăm viếng các chùa ở vùng quê. Ngài là một cái vị pháp sư nổi tiếng, cho nên khi đến chùa này chùa kia đều được tiếp đón một cách long trọng. Rồi các cái vị sa di trẻ rất là ngưỡng mộ quý mến ngài Upananda, cho nên mới thỉnh ngài Upananda, bạch ngài xin tính ngài nhập hạ ở đây. Rồi các ngài mới hỏi này, nếu mà nhập hạ ở đây vậy thì sau khi ra hạ được bao nhiêu bộ y, tức là thí chủ dân được bao nhiêu bộ y, thì các cái vị ở chùa đó mới nói rằng bạch ngài, mỗi vị sư được một lá y. Nghe như vậy thì ngài Upananda mới để lại nơi cái chùa đó một đôi dép, tức là chứng tỏ rằng xí một phần để được nhập hạ chùa đó, để là một đôi dép. Rồi ngài đi đến chùa khác cũng được người ta thỉnh là nhập hạ, rồi ngài cũng hỏi được mà tới một chùa có gì có gì, và ngài cũng để lại một cái dù, hay là để lại một cái này cái xí phận. Tiếp thì ngài để cái gậy, hoặc là để là cái dù vân vân, và từ cái chỗ chùa này đến chùa kia cũng đều có dấu chân của ngài. Rồi ngài Upananda ăn cư mùa mưa trong một ngôi chùa, nhưng mà xí phần nhiều ngôi chùa khác. Rồi ngài thuyết pháp đến thính chúng là những vị cư sĩ, hay là những cái vị tỳ kheo tăng hay là sa di. Các vị tỳ kheo và những người cư sĩ đó đã cúng dường để ngài Upananda rất nhiều y và vải. Rồi khi mãn bộ ăn cư thì ngài Upananda cho người đến các cái tịnh xá, các ngôi chùa kia và bảo rằng, tôi cũng được vải nhập hạ ở đây nha,
bởi vì tôi đã để lại đôi dép nè, tôi để lại cái dù nè, tôi để lại cái gậy nè, tôi để lại bình lọc nước nè, vân vân. Vậy thì các vị hãy gửi những cái tiết mục dùng phát sanh lên trong ngôi chùa đó đến cho tôi. Thì bây giờ ở trong chùa có hai vị tỳ kheo trẻ phát sinh được một cái tấm y choàng và một cái mền gấm. Một vị thì đề nghị đạo hữu hãy lấy y choàng đi, còn cái vải mà mền gấm đó thì để phần cho tôi. Nhưng mà vị kia không chấp nhận, này cái lối phân kia này. Rồi hai vị còn đang ngồi cãi nhau, tránh nhìn nhau ở bên một vệ đường vậy. Thì bỗng nhiên thấy ngài Upananda, một vị pháp sư lỗi lạc từ xa đi đến, thì họ mới thỉnh ngài, bạch ngài, xin ngài hoan hỷ chia những vật này hộ cho chúng tôi. Thì ngài mới hỏi, quý sư cứ tự mình chia nhau đi chứ. Bạch ngài, chúng tôi không thể chia được, xin ngài hoan hỷ chia hộ cho chúng tôi đi. Ồ, vậy thì quý sư sẽ tuân theo lời của ta hay không? Dạ thưa vâng, chúng con sẽ nghe theo lời của ngài. Nếu như vậy thì tốt lắm. Và ngài trưởng lão Upananda trao cho hai vị tỳ kheo hai cái lấy y choàng, còn mình thì giữ lấy cái mền quý giá và ra đi, nói rằng phần này là của ta, ta là pháp sư, ta đã mất công hòa giải phân chia với quý vị thì ta lấy cái mền này. Hai vị tỳ kheo trẻ bị cơ gán lấy làm hối tiếc, mới về trình lên Đức Phật. Đức Phật mới giải thích, mới hỏi rằng, này các vị tỳ kheo, không phải bây giờ tỳ kheo Upananda ấy mới sang đoạt cái tài vật của hai con mà làm cho hai con hối tiếc, và cái sự việc này đã xảy ra trong quá khứ chứ không phải bây giờ nữa đâu. Nói rồi Đức Phật ngài nói lên câu chuyện bốn sanh như sau. Trong thời quá khứ có hai con gái cá, một con thì lặn ở bờ này, con kia thì lặn sâu xuống dưới nước bên bờ sông kia. Một hôm chúng cũng bắt được một con cá hồi, một con cá này lớn màu hồng hồng đẹp lắm. Hai con mới tranh giành con cá đó, mới nói là cái đầu cá là của phần tao, còn cái đuôi cá là của mày. Rốt cuộc hai con gái cá không thể chia đồng phần nhau được, dành nhau cái ngon. Rồi chính lúc đó có một con giả ca cho sói đi ngang qua, nó hai con gái cá mới mời con chó sói đó làm trọng tài. Dạ thưa cậu, xin cậu làm ơn chia cái phần con cá này cho nó đồng đều cho chúng tôi đi. Con chó sói mới nói, ta đã ngồi xứ kia tòa án của đức vua quá lâu rồi, vừa mới xả ra đi cho hết, cho chân cẳng cho đỡ tê, bây giờ ta không có rảnh. Hai con gái cả mới nói năn nỉ, thôi mà cậu, xin cậu đừng có làm ách quá đi, nhưng cậu làm ơn chia dùm cái phần cá này cho đồng đều đối với chúng tôi đi. Thì kỳ đoan cho sao tụi bay có nghe lời của tao hay không? Dạ thưa cậu, chúng tôi sẽ nghe lời của cậu mà, nếu như vậy thì ta sẽ chia hộ cho các ngươi. Rồi con gia sói nó chia như sau. Trong hai người, con nào đi theo bờ sông bên này thì nhận cái phần cái đuôi đi, còn đứa nào mà đi bờ sông bên kia lặn sâu xuống đó, thì cái đứa đó sẽ lấy được cái đầu cá. Vậy thì khúc giữa này
là cái phần của ta đã đứng ra làm trọng tài phân xử cái vụ này, cho nên ta cũng có một phần. Và còn cho sói nó cắt cái đầu và cái đuôi, nó giao cho hai con rái cá. Còn cái khúc giữa thì con cho sói này nó coi như nó sực về, nó ăn luôn cái khúc giữa. À, thì khi mà coi như là phân chia như vậy rồi thì hai con rái cá lấy tầm là căm hận, ăn năn hối tiếc, vì mình đã mời một cái ông trọng tài mà lấu cá xử cái sự việc này. Thì sau khi kể được chuyện đó, Đức Phật ngài kết luận: đó thì chưa, từ đời quá khứ các con cũng đã ăn năn hối tiếc nghe rồi, và hai con rái cá trong quá khứ đó chính là hai vị tỷ kheo trẻ này, còn con chó sói chính là Upananda. Và sau khi giảng dạy hai vị tỷ kheo trẻ rồi thì Đức Phật ngài mới quở trách tỷ kheo Upananda này: muốn xứng đáng làm một vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ cho người khác thì trước hết phải tự đặt mình trên một cái vị trí đúng đắn, có giới hạnh nghiêm trang. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 158 này để đưa lên lại: ất tà nó bề quá bất tham bằng bất thiết vù bề ni về sát về a thành nhã ma nu xà xây giá na ki li xây giá bành đi tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, không có giáo hóa người, người chỉ phải bị nhiễm. Trong duyên sự này, trong ý nghĩa của Phật ngôn này, tức là trước hãy đặt mình vào chánh đạo rồi sau mới giáo hóa cho kẻ khác. Nếu làm được như vậy thì người có trí mới tránh khỏi những cái điều lầm lỗi xảy ra. Trong câu Phật ngôn này, cái từ quan trọng là bất thiết rù bề liếc về xa về, tức là cái câu thứ hai: tự đặt mình trên vị trí đạo đức thích đáng. Thì người nào có ý muốn làm thầy dạy kẻ khác về các cái hành như là thiểu dục, tri túc, hoặc là về đường lối hành đạo của một bậc thánh nhân, thì trước hết người đó phải tự mình trên cái đường lối nơi hạnh đó, rồi sau hãy đem những cái ân đức đó mà chỉ dạy cho người khác. Nhược bằng tự mình chưa đạt đến cái mức độ đó mà mong chỉ dạy cho người khác, thì trong khi chỉ dạy chắc sẽ bị toàn thể mọi người chê trách. Thật là như nhút vậy, người đã tự đặt mình lên chánh đạo rồi sau mới dạy cho người khác thì sẽ được khen ngợi tán dương, cho nên không bị nhút nhơ. Bậc hiền trí thường làm như vậy cho nên không bị khi dễ, không bị coi thường. Và cuối câu Phật ngôn này thì hai vị tỷ kheo trẻ đó chứng đắc thánh quả tu đầu. Trong chuyện này chúng ta thấy cái hành động của vị trưởng lão Upananda thuyết pháp viên tăng dạy xã ly, tự mình lại chấp giữ nhiều y, tỳ kheo tham luyến trong tài vật, chẳng sướng danh từ thích tử chi, đứng kia lễ lộc giúp hai sư, đoạt lấy chiếc mền gấm lẽ dư, trọng tài đứng đắn, xử người phải chí công vô tư. Câu Phật ngôn 158. Bây giờ là thời gian để cho
quý vị tháo gỡ ý kiến về câu Phật ngôn 158. Khi quý vị nghe duyên sự như vậy thì quý vị có ý kiến thế nào? Trong cuộc sống của chúng ta có gặp cái trường hợp này không? Nhất là những vị thánh quan, những vị luật sư, những vị trọng tài, những vị thẩm phán, những cái vị mà coi như là sự thật bảo vệ chân lý, thì quý vị thấy thời kỳ của Đức Phật, vị trưởng lão Upananda là một cái vị pháp sư nổi tiếng này, giỏi nha, nhưng mà cái tâm của vị này là nặng về vật chất, nói một đường mà thực hành một nẻo, khuyên người ta, dạy người ta tiểu dục tri túc, độc cư nhàn tịnh, thế mà đi đâu cũng là coi như nặng nề về vật chất, để một cái dù, để chiếc gậy, để đôi dép, xí phần nó ở tôi nhập hạ đó, nhưng mà thật sự ở chỗ nào cũng đòi chia phần hết. Thì bây giờ trường hợp này quý vị nghĩ sao? Ở thời kỳ Đức Phật đã có những sự việc này xảy ra, còn ở bây giờ thì chúng ta thấy có hay không? Rồi mời bàn tay của quý vị. Em luôn nha. Mâm nào cũng có ông hả? Ông nào chứ không phải ông này nha. Rồi bây giờ chị Kim nó mâm nào cũng có ông, bây giờ chị Kim biết cho biết cái ông nào vậy. Rồi mời bàn tay chị Kim. Đâu rồi? Ám chỉ ông nào đây? Hay là nói xấu rồi đây? Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Hạnh, các sư, các cô tu nữ. Cảm ơn Hồng Mai đã cho tín hiệu nghe rõ. Sư có nghe con rõ không sư? Trời ơi, có người nghe rõ hàng sao nói được. Có một người nghe rõ. Hành pháp cô Thị Duyên đó hả? Dạ. Trời ơi, cái bài này vui thiệt đó sư. Cái này đó con thấy ở ngoài đời nhiều người lắm, mà mấy người ta thờ lắm, ham ăn lắm, muốn nào cũng cũng muốn dày phần có lợi trơn, giành qua giành lợi, giành tới giành lui, giống như nhất là hai cặp vợ chồng á, cái ly dị á, kia động liễu nhau đi, không người nào cũng muốn lấy phần của mình hết trơn á, tức quá đi ra luật sư, ra tòa tranh qua tranh lợi, cuối cùng á bán đồ trả tiền sư giáo trội hết, không còn gì hết. Gọi là tránh vỏ dưa gặp gỡ sầu riêng. Trời ơi, vỏ sầu riêng đau đâm đít đau dữ lắm. Còn chỉ thấy ông sư này á giống như mọi người thôi, gọi là nói á, gọi là học giả hay là học giả hay là gì, nói gì thủ giả gì, nói bộ nói thôi chứ không có làm. Ổng thuyết pháp hay, ổng nói này kia thiểu dục tri túc hay vậy lắm, nhưng ổng đâu có thiểu dục tri túc mà đâu, ổng là gì, nhiều là gì, nhiều tiếng Hán gọi là gì ta, nhiều trời, nhiều là bá hả, bá là trăm vạn. Con không biết tiếng ai biết tiếng Hán Việt là nhiều á, là gì, đa à, cảm ơn đa dục, đúng rồi đó, đa dục đa dục, đúng rồi, ổng không có thiểu dục tri túc, đa dục đa túc luôn. Đúng rồi đó, đa dục đa túc luôn, cái gì cũng muốn hết. Ổng đi lại chỗ chùa kia, ổng nói người ta cho một nhập hạ đó, thì cái chùa thứ nhất á người ta cho cái áo, cái không ổng để đồ dép, thứ hai ổng để cái gì con quên, cái dù cái nón gì đó, ổng đâu có ở đó đâu, đâu có thuyết pháp chỉ móc gì đâu. Vậy ngồi hết hai cái chỗ mà cho ổng ba bốn cái y vậy đó, mắc cười quá, ổng ở chỗ đó ổng thuyết pháp,
Trời ơi, lúc mà xong rồi ổng đi đi về trở về chùa nè, ổng cũng đòi một cái áo, một cái y này gì hết. Ổng về ổng cắt đầy nhà của ổng, cắt đầy phòng của ổng, không làm gì nữa. Mà sao hôm nay tố cáo ổng hết trơn vậy? Đức Phật cho mỗi người có một bộ y hả? Chắc cũng giấu kỹ lắm đó. Đã không ai biết. Con thắc mắc vậy thôi nha sư. Nhưng đại khái là nhờ cái sự dục đa túc này của sư Ủa Ba Năng Đá này, thì Đức Phật mới thuyết một bài pháp, nói thuyết một bài kinh kệ có bốn câu này nè, để con đọc lại. Ác tà nam nề quá pháp tham măng bắt ti rù phề ni quê xa dê á thành nam anu xà xày gia ni ki lít xày gia thành đi tồ. Thì như trong câu này á, thì sư cũng nói rồi, chỉ cầu mà sư nói bắt ti rù phề ni quê xa dê, tức là vào những gì mình thích đáng. Thì nhưng mà con nghĩ rằng hai câu đúng hơn sư. Ác tà năng phải trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, mình phải tự đặt mình vào những điều mà thích đáng. Cái điều đó mình có thích hợp không, có đáng làm không, có hợp lý không mới làm. Thì theo con nghe sư, một vị sư mà đã chết rồi, cũng nổi tiếng, Á Chăn Chăn hình như vậy, con không nhớ. Nhưng sư có nói một câu rất là hay. Sư nói đó, những cái điều mà Đức Phật nói thì người ta không để ý, nhưng mà với những cái lý luận của người ngoài đời đó, cái gì mà họ cho rằng là thích hợp của họ thì họ nói điều, họ nghĩ điều đó là tốt, mà không thích hợp với họ, họ nghĩ là điều xấu, chứ họ không có nghĩ về pháp. Thì đối với vị sư này, với vị trưởng lão Úc Phá Năng Đá này, thì con không biết ông nghĩ như thế nào về thiểu dục chi túc. Ông giảng rất là hay, người ta rất thích. Nhưng mà khi mà sư hành á, thì sư hành ngược ngạo lên hết. Thì cái này đúng hơn câu nói một đường làm một nẻo. Cái chuyện nó bình thường ở ngoài đời rất có nhiều, nhưng đối một vị sư tu hành á, thì làm ngược lại, thì một điều đó là đã gọi là gì đó, những gì Phật dạy ổng nghe mà ổng làm ngược lại, thì ổng không có tán thán những gì Đức Phật làm. Con không biết ổng có bị tội gì không nữa. Rồi Đức Phật cũng kể trong quá khứ, ổng cũng lừa hai vị sư đó nữa. Hai con gái cá, bắt được con cá đi chặt làm đôi đi. Xê qua xê lại, kỳ này tao lấy cái đầu, mày lấy cái đuôi, lần tới bắt một con nữa thì mày lấy cái đòn, mày lấy cái đầu, tao lấy cái đuôi vậy đó, chạy đi cho xong thì con mướn luật sư nữa. Trời ơi, mướn luật sư phân tích nữa, lấy hết cái mình thịt không, vừa cái đầu với cái đuôi đâu có gì nhiều thịt đâu. Con nghe mắc cười quá. Nhưng mà chuyện vẫn xảy ra trong thời Đức Phật, còn hiện bây giờ còn nhiều, rất nhiều. Nhưng mà ta lúc người ta giận dữ si mê đó, thì người ta nói là giận quá mắc khôn. Con không nghĩ rằng giận quá mắc khôn, mắc khôn mới quá giận chứ. Mình mắc khôn đi thì mình đâu còn trí tuệ nữa, thì mình mới nổi giận. Chứ mình có trí tuệ mình đâu có giận đâu. Thành ra mới nói là mắc khôn mình quá giận, chứ không phải quá giận mắc khôn. Thì nếu mà con người có trí tuệ, họ đâu có bị giận giống vậy đâu. Họ bị đánh do cái sự lòng tham của họ. Họ muốn gì cũng do họ hết, mà không chịu đứng ở chính giữa, nhường đi một chút, mỗi người nhường đi một chút, thì tất cả mọi việc đều ok, đều tốt đẹp hết, ai cũng vui vẻ hết. Cái nào cũng muốn dành phần tốt cho mình hết. Cuối cùng mình được cái phần xấu xí nhất, mang cái hạn nó tích trong thời quá khứ tới thời hiện tại cũng bị gạt một lần nữa, vẫn không chừa. Thì ba vị vị nào cũng tham hết, nhưng mà hai vị tỳ khu mà bị gạt trong quá khứ, rồi bị gạt trong hiện tại nữa. Khi mà Đức Phật thuyết ra câu này thì các vị đã bỏ đi cái tự ngã của mình hết, bỏ đi thân kiến mình, muốn cái gì cũng cho mình hết. Cái gì nghĩ rằng tất cả đều là vô thường vô ngã hết, thì bám dùng chi để cho bị thống khổ đau khổ. Các chị buông hết, bỏ hết, không còn sân hận nữa, không còn bám víu tức tối nữa. Tại vì tức tối trong quá khứ, bây giờ mới đi gặp lại trong tương lai nữa, trong hiện tại chứ. Bây giờ trong hiện tại mà tức nữa, trong tương lai gặp nữa. Hai vị sư trẻ đó mới nghe lời Đức Phật, ngẫm nghĩ ra thì mới bỏ đi cái quan quán đó, xả đi. Ông muốn ấy cho ông ấy luôn đi. Cũng hết xong. Thì chính vì họ buông bỏ cái tự ngã của họ, cái thân kiến của họ, họ mới
học này không biết có bao nhiêu người nghe. Nếu mà có người nghe mà biết được thì là tốt, hiểu được, bỏ những gì mình cứ chấp mình dành cho phần mình hết, rồi sau cùng lại bị than thở nữa. Và con nghĩ bài học này, quý vị nào tham lam, ngã mạn, muốn cái gì cũng về mình hết, rồi cố gắng tranh đấu, tranh giành cho bằng được, rồi lậm vào đó càng ngày càng sân hận nhiều hơn, thì tự mình chuốc đau khổ thôi. Nếu bỏ hết, cho nó hết đi cho rồi đi, khỏi ganh đua nữa, mệt quá, trước sau cũng chết, đem theo cũng chết, cũng chết. Nhưng mà phải hiểu ra cái pháp Đức Phật, do tất cả đều là vô ngã hết, nó không có thường hằng, thì đừng nên bám víu nó, thì tốt hơn hết. Con chỉ nghĩ cái bài này con chia sẻ nhiêu đó, nhiêu đây được rồi. Chứ mà nói bành trướng ra, ở đời người này, người nào cũng tham hết. Họ có 1 triệu, hoặc có 1 tỷ, 1 triệu đồng, họ không bao giờ ngừng đó. Họ muốn kiếm thêm nữa, họ được chức vị này, họ không bao giờ vừa bụng, họ tìm đủ mọi cách, họ kéo bè, phái, rồi đủ thứ làm nhiều chuyện để mà họ tiến lên nữa. Không biết thôi, nhưng mà họ không nghĩ rằng lúc họ chết, họ có đem được cái đó cho họ không? Họ nghĩ đó, về dòng họ, hay con cái gì họ để đó, họ có biết rằng con cái họ có giữ được hết không? Con thấy trên thế giới này, những nhà tỷ phú trên thế giới cũng như những nhà triệu phú, hay những danh gia vọng tộc trong nhiều đời nhiều kiếp, họ cố gắng họ làm đủ thứ điều hết để giữ cái danh tiếng dòng họ của họ. Có nhiều vị họ làm trong cái sự giữ giới, cái sự hiểu biết về nhân nghĩa Phật pháp, thì dòng họ của họ được truyền đời nhiều đời nhiều kiếp. Còn những kẻ gian ác, họ tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện gì đó để họ tiến tới, để tôm góp tài sản hay địa vị gì dùm cho mình, thì cuối cùng không bao lâu con cái của họ để là họ để cái những đó cho con cháu của họ, thì chính con cháu của họ đã phá hủy đi hết, và con cháu của họ cũng không khám khá gì, ngủ ngoài đường ngoài chợ vậy thôi, rồi chết bờ chết bụi vậy đó. Còn thấy bên Việt Nam thì công tử Bạc Liêu gì đó, Bạch công tử, Hắc công tử gì đó, không nhớ được, không có đọc nhiều. Nhưng mà trên thế giới, ở Mỹ, trên thế giới cũng có rất nhiều, nhưng con không nhớ rõ cái tên. Tại vì con lâu lắm rồi, con không đọc và nghiên cứu những chuyện đó, nên là con cũng không nhớ rõ tên. Còn chỉ có chia sẻ như đây thôi, không có gì để yên pháp. Con chỉ nghĩ cái câu này, tự mình hãy sửa lấy mình rất là khó. Khi mà mình học nó một điều, nhưng mà mình tự áp dụng cho mình thì rất khó. Nhưng mà nói cho người khác để hiểu, để làm, nhưng mà mình ta đây á, thì dễ lắm, tức là nói một đường làm những đẻo, nói hay lắm nhưng làm thì rất là khó. Vậy con hết rồi. Thì xà thú sao thử chào nhà con đi. Trời mưa, con thấy không có thường rồi. Đậu chàng cái sư hả? Chó sủa, chó gầm, chó gừ, dành ăn, đủ thứ. Sao bữa nay nó im vu rồi. Lạ, con tưởng sư đi đâu, lại chùa khác rồi chứ. Thôi, sư xà thú, vậy con cũng nói cũng như đó cũng đủ rồi, chắc cũng hết ý. Sư nói con hết ý rồi. Là con đói bụng rồi, chuyện ăn thôi. Con xin trả máy lại, giờ con nhường, con mời vị khác lên. Nhưng mà trong khi mà con chia sẻ vậy có điều gì sơ sót, con xin các sư, các cô tu nữ và các quý Phật tử cho con biết và để con sửa chữa lại. Con xin quý vị trong đạo tràng đã lắng nghe và không có người nào luyện đá, luyện gạch gì cho con hết, thì cũng xa thú lắm. Và con xin chúc quý vị trong đạo tràng một ngày được an vui và may mắn. Con xin trả máy lại và mời quý vị kế tiếp, không biết ai nữa. Dạ, alo 1 2 3 4, dạ đạo tràng có nghe âm thanh của Tự Nhiên không? Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, dạ kính tri ân ngài Trí Đức đã phát bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Hạnh Pháp, Hồng Mai và Nhung Phạm đã cho biết tín hiệu rõ. Thật ra đó, xin sám hối với chị Kim nha. Chị nói ngày lúc nào cũng càm ràm, nhưng mà thật ra là chị càm ràm đó. Chị lên đó là chị càm ràm, tới chừng xuống cũng càm ràm nữa. Mà chị nói ngày càm ràm, chị mới là người cầm ràm đó. Dạ,
Thì hồi nãy giờ đạo tràng cũng có nghe chị Kim chia sẻ đúng không? Chị là người cầm ràm đó. Thực ra thì tự nhiên cũng rất là tâm đắc với chị cái câu nói á, là gọi là người ta nói giận quá mắt khôn vậy đó. Nhưng mà không phải như vậy. Cái người khôn là người ta không có giận. Người khôn là người ta có trí tuệ sao giận được. Thì hồi nãy giờ thì chắc có lẽ là đạo tràng cũng nghe chị Kim chia sẻ về cái câu pháp cú này rất là hoan hỷ. Nhưng mà bây giờ để tự nhiên xin chia sẻ vài phút. Cái người đời thường thường là như vậy đó. Họ một đàn mà học một đàn mà họ làm một nẻo. Họ tham, họ cố chấp. Con xin sám hối ngài hồi nãy vì con bót chữ ú gì qua này, ú bán anh đá phải không. Thì thật ra thì không phải là tự con dịch, nhưng mà con thấy Nhung Phạm ở trong đây. Trước kia thì con chỉ Nhung Phạm đọc, rồi sau đó con cũng thấy có một vị chỉ Nhung Phạm đọc như vậy, con mới bót lên. Thì bị ngài nói là rất là nguy hiểm. Thì đó cũng là một cái bài học để con rút kinh nghiệm. Mà cái rút kinh nghiệm này thường thường nói rút kinh nghiệm thì nó khó đứt lắm. Vì cái dây nó dài lắm. Thật ra để kinh nghiệm vì con đã học qua Bali, không thể nào mà giống như mình dịch cái tiếng Việt như vậy, nó rất là nguy hiểm. Khi mình làm sao á, mình nhìn vô Bali là mình biết đọc là hay nhất, và mình cũng cố gắng. Bởi vậy cho nên nãy có Nhung Phạm cho nên con mới viết lên. Con cũng nói Nhung Phạm cố gắng nhìn vô là đọc chứ đừng có phiên âm rất là nguy hiểm đó. Là con cũng xin sám hối với ngài như vậy. Thì qua câu pháp cú này thì có những cái vị mà chẳng hạn như bây giờ con nói chuyện đời đi, chuyện đời nó dễ hiểu hơn. Có nghĩa rằng cũng có một cái câu chuyện ngày xưa đó, con bị nó gạt con mà con không có biết. Nó nói con đố mẹ, nếu mà mẹ ăn con á thì con sẽ thưởng cho mẹ tiền gì đó. Nếu mà mẹ thua thì mẹ sẽ nấu cho con một nồi cà ri. Có nghĩa là nó thèm ăn cà ri mà nó nói mẹ nấu cho con nồi cà ri đi. Không có đâu, nó đố mình. Nó nói là đi ra tán sử thì một cái thằng ngu với một cái thằng khôn. Cái thằng ngu á, nó nói là hai lần ba là chín. Thằng ngu nó nói hai lần ba là chín. Cái thằng khôn nó nói là hai lần ba là sáu. Nhưng mà cái thằng ngu nó cứ nói không có phải sáu mà là chín. Thì cãi qua cãi lại thì mới ra tòa án xử. Như vậy là tòa án xử á, thì xử cái thằng nào thua. Thì lúc đó mình cứ nghĩ là thì hai lần ba là sáu, thằng khôn chắc chắn nó phải thắng chứ sao thua được. Cái cuối cùng nó giải thích. Nó nói nếu mà mẹ thua là mẹ phải nấu cho con nồi cà ri. Cái tự nhiên mới nói được, con phải giải thích làm sao cho mẹ hiểu. Thì nó nói là ra tòa án xử cái thằng ngu nó thắng. Ôi ơi sao kỳ vậy, tại nó ngu nó nói hai ba lần ba là chín, mà thằng khôn mà biết mà cãi nó là thua đúng không. Rồi tức là mình phải thua nó nồi cà ri. Đó, như vậy đó. Ủa, nhưng mà ông sao thua? Rồi, thì cái câu chuyện nó rất là dài dòng. Thì ở đời cũng vậy. Ở đời thì cũng có người dạy người khác. Chứ đâu có ai giống ai mà ai cũng muốn hơn hết. Không có ai mà muốn thua hết. Đấu đá, đánh đập với nhau.
cũng gì hơn thua lời nói. Dạ, ngu mà biết mình ngu thì chưa gọi là ngu. Dạ, đó, cũng giống như chị nãy chị nói ngài cầm ram, ngài có cầm ram gì đâu. Để lên á, chó sủa, gà ấy cũng nói, cũng rồi chó không sủa, gà không la cũng nói, cái gì cũng nói được hết. Thì thật ra thì tự nhiên nói cho nó linh động, cho cái trà mình đỡ buồn ngủ. Ở Việt Nam thì giờ này là sáng rồi, chỉ cái sợ bên chị Kim giờ này tối chiều cho chị Kim. Dạ, thì trước hết thì con thành kính tri ân ngài đã nói lên để Nhung Phạm bây giờ Nhung Phạm có nghe không? Giờ thôi, bây giờ nãy giờ Nhung Phạm nghe rồi, hồi nãy thì Nhung Phạm chưa có đọc, bây giờ thôi giờ chia sẻ. Nhưng mà nếu mà đạo tràng không còn ai chia sẻ thì Nhung Phạm có thể lên đọc rồi phân tích. Nhìn ở đây, ngu mà tướng là khôn thì mới gọi là chí ngu, vừa ngủ vừa ngư. Bây giờ lao nữa rồi đó. Bây giờ mà Nhung Phạm lên phân tích đọc bài rồi tiếp tục, còn thời gian thì có thể còn người khác chia sẻ nữa. Nhung Phạm tranh thủ đi ha. Rồi bây giờ tự nhiên xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thăng Maya, Nam Mô Sang Khaya. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ân Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, của cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con xin cảm ơn đạo tràng, con cảm ơn cô Tuệ Duyên đã hướng dẫn cho con, và con cảm ơn cô Như Pháp hôm trước cũng hướng dẫn cho con ạ. Con cũng chưa biết phân tích cái trường âm và đoạn âm ạ. Lúc ấy là con xin phép đọc câu pháp cú 158 ạ. Attana me wa patha mang ti rupe nipwe saye athangya manusa seya nakili seya pandito atana mewa patthamang pati rupe nipwe saye. Chắc là con bị vừa bị rớt mic ạ. Dạ vâng. Dạ con xin kính tri ân đạo tràng đã cho con tín hiệu ạ.
Dạ con xin đọc lại. Attana meva atthamang pati rupe niwe saye atthanya manu saseya nakili seya panglito attana meva atthamang pati rupati rupe ni we sa ye at thang nya manu sa se ya nakili se ya pang li to at tan na me wa pat thang ma pat tham mang pat ti rupe ni we sa ye athang nya manu sa se ya nakili se ya bằng đi tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Dạ. Con xin phép gửi lại mic đạo tràng ạ. Dạ, sa thú, cảm ơn Nhung Phạm. Dạ, bây giờ đã Nhung Phạm đã đọc rồi, bây giờ đã thấy có Gian Nhật Hạ, có Hạnh Pháp, có tất cả Quang Thanh rồi nè. Còn lại mười mấy phút mình có thể chia sẻ tiếp câu Pháp Cú để thời gian không có trống. Dạ, hôm nay là phải có ngày của Hồng Mai MC không? À, đã thấy Pháp Hạnh Pháp rồi, kính mời Hạnh Pháp nha. Dạ, con kính chào sư Thế Đức và toàn thể đạo tràng. Con có chia sẻ một chút hiểu biết của con này và cái bài Pháp Cú và sự con thì trong đời thường nếu mà người nào mà làm nói được mà làm không được thì dễ bị ma cái tội nói dốc, thứ hai là đạo đức giả. Dạ, thường như mình giảng cho người nói cho người khác thì hay mà mình làm không được bị chửi như vậy. Còn trong cái tích Pháp Cú thì con thấy vị giảng sư này vì là một giảng sư mà làm không được những việc mình làm á, nhiều việc như mình nói á thì cũng dễ mang cái tội là phá hoại. Nếu nhìn vào mình thì dễ gây mất lòng tin nơi chúng. Nếu mà chúng thấy những hành động như vậy thì cũng dễ mất lòng tin, mất lòng tin một, nhưng mà mất lòng tin vào cái đạo, vào cái giáo pháp á, về con người thực hành như vậy cũng rất nguy hiểm mà. Cần vì hai vị tỳ kheo nhiều lúc trong đời ta, nhiều chúng ta tham mà không biết chia sẻ không á, thì gọi là dễ tham bị thâm á, tức là tham không được, dễ bị người khác lợi dụng cái chỗ tham, nó xấy vào mà nó chia cắt người, nó sẽ bị mất về trong chính mình. Con xin hết, con chỉ có nhiều đó thôi ạ. Dạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Tự Duyên, cảm ơn cô Hồng Mai. Cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh của Metta rõ. Dạ, qua những lời chia sẻ của cô Kim và những câu chuyện của cô Tự Duyên kể lại về cô và người con, cũng như lời chia sẻ của Huynh Hạnh Pháp, thì Metta rất là tâm đắc với những lời chia sẻ của quý vị. Và Metta trước đây thì cũng là ở trong cái nghề giáo. Rồi Metta xin kể cái câu chuyện này cho quý vị nghe, là cũng không có gì, cũng là cái hợp mà nói một đường là một nẻo. Có một vị thầy đó dạy cùng thời với Metta, thì vị thầy này dạy về văn hóa thì rất là hay, dạy giỏi lắm. Thì học trò nó cũng tín nhiệm, nó đi học thêm, nó học tư rất là nhiều. Nhưng mà dạy thì hay, nhưng mà thầy này có một cái khuyết điểm là sao 75, rồi cũng buồn vui nhiều thứ. Rồi thầy này hay đi nhậu nhẹt lắm, ngoài giờ dạy thì cũng hay đi nhậu nhẹt. Rồi có một lần thì thầy cũng nghe học trò nó cũng sầm si về thầy, thì thầy mới nói với học trò là: nè mấy em bắt chước theo những cái gì mà thầy dạy, nghe theo những cái gì mà thầy dạy, chứ đừng có bắt chước theo những cái gì mà thầy làm. Thì quý vị thấy là như vậy là đã mất uy tín với học trò rồi. Làm thầy giáo nhưng mà không có làm gương, rồi đi nhậu nhẹt thì đôi lúc cũng say xỉn, rồi cũng ngã xiêng, ngã băng xiêng, băng nai, rồi cũng nói điều này điều nọ không được đúng. Thì học trò nó cũng chê cười thầm trong bụng nó, nhưng mà nó không nói ra thôi. Chứ sự thật là làm thầy thì phải làm gương. Cho nên đúng ra là đã từng là giáo viên. Thì trong đời Metta cũng cố gắng lắm, mình đừng có làm những cái gì mà tệ quá để cho học trò nó thấy, hay là phụ huynh người ta cũng mất lòng tin với mình. Mình phải cố gắng, biết rằng nó khó lắm, khó chứ không phải dễ, nhưng mà vì cuộc sống ở đời, rồi vì công việc, rồi vì cái tiền bạc, rồi vì cái cuộc sống, thành ra vẫn là trong cái tâm ý cố gắng làm gương, nhưng mà nó cũng khó. Nhưng mà dẫu sao mình đã có cái tác ý như vậy thì cũng tránh được một cái phần lớn, không có đến nỗi mà làm cho bị mất uy tín đối với học trò, hay là đối với phụ huynh, đối với tất cả mọi người. Thì như ở trong cái câu pháp cú này, thì về cái tích sự thì Ngài Trí Đức cũng đã thuyết lên hồi nãy là cái vị U Bá Nan Đá này, Ngài trưởng lão này thì là một pháp sư thuyết pháp rất là hay, nhưng mà là một đường, nói một đường là một ngã. Và đây cũng là do cái quả đời trước của Ngài, cho nên là rồi ở đời này thì Ngài cũng còn cái quả đó, nó cũng còn. Cho nên là Ngài nói một đường, Ngài làm một ngã. Ngài thuyết pháp á, thì nói là tri túc thiểu dục, nhưng mà Ngài thì lại làm trái ngược lại, là Ngài muốn rất cái gì cũng Ngài muốn về phần Ngài hết. Rồi đi chỗ nào
đi qua chùa nào rồi cũng để lại cái dù, để lại đôi dép, để lại cái gậy để mà cấn phần, để mà có được cho nhiều. Mình thì thuyết pháp là tri túc, thiểu dục, nhưng mà mình cái gì mình cũng gom, mình cũng muốn hết. Bởi vậy thì Đức Phật mới nói là nếu muốn làm thầy hay muốn dạy người khác thì mình phải đặt mình ở cái chánh đạo, rồi mình mới dạy người khác được. Thì ở ngoài xã hội thì cái việc này rất là nhiều quý vị. Con người ta thì vì lòng tham, vì cái tự ngã cho nên là cái gì mình cũng muốn mình được nhiều, rồi mình làm không có đúng, rồi mình giành giật, rồi mình như thế này thế kia. Thì nhiều khi đôi lúc cái điều đó nó xảy ra tới án mạng, rồi xảy ra vì giành giật, rồi làm sai cho nên rồi xảy ra án mạng, rồi xảy ra những cái đánh nhau, rồi bị người đời chê trách, rồi tất cả mọi người đều xa lánh, rồi có khi là bị vào tù nữa. Riêng về phần của, chắc cũng gần hết giờ, về phần của trong gia tộc của nhà Metta đó, thì Metta bây giờ nhắc lại thì cũng cảm thấy rằng bởi vì cái người này đã mất rồi, người này thuộc về hàng chú bác của Metta thì cũng đã mất lâu rồi, nhưng mà ông có nhiều tiền lắm, ông làm thầy giáo rồi ông có nhiều tiền lắm, nhưng mà cái gì ông cũng dành, rồi phần tài sản của ông bà để lại thì chia cho ông là tới hai phần, một phần hương quả, một phần chia theo mấy người con, thì coi như là ông đã được hai phần rồi, mà cuối cùng rồi ông cũng lại dành thêm phần, cắn thêm phần của người khác nữa, xén phần của người khác nữa. Nhưng mà rốt cuộc rồi khi ông chết rồi thì ông không có đem được gì, mà gần như là khi gần đến ngày lìa đời thì tiền của ông rất là nhiều, nhưng mà bị con cháu rồi nó ăn cắp, rồi nó tiêu xài hết, rồi cuối cùng ông bệnh, ông sắp chết mà cũng không còn tiền để mà trị bệnh nữa. Thì Metta thấy cái đó là đúng là cũng là cái nhân quả, tham thì thâm, rồi tham rồi không có đúng đắn dành phần người khác thì cuối cùng rồi cũng đâu có đem được đi đâu đâu, không có mang theo được gì, mà cuối cùng lại còn bị trong gia tộc là chê cười, rồi buồn vui, rồi chẳng được gì hết. Và ở ngoài đời thì có nhiều chuyện người ta cũng đã từng thấy như vậy. Thì nói tóm lại là qua cái câu pháp cú này thì chúng ta cố gắng phải biết tri túc, phải biết thiểu dục, dù rất là khó làm nhưng mà phải cố gắng. Người ta cũng nghĩ như vậy là cố gắng và cố gắng, chứ không có dám mà nói là mình là hay, là mình làm tốt, là như thế này thế kia. Và phàm nhân thì như vậy thôi, thì chắc cũng đã hết giờ rồi quý vị. Và con cũng xin sám hối đã lố một phút rồi, và con xin trả máy lại cho ngài để ngài kết thúc buổi học hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng. Alo, 123, 123. Sa thủ, hôm nay quý vị chia sẻ rất là hay. Đây là một câu Phật ngôn mà Đức Phật đề cập đến trưởng lão Phú Quán Lâm Đá. Và qua câu chuyện này, chúng ta rút ra một bài học, tức là nói được thì làm được, nói được thì làm được, và
Đó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy trong cuộc sống như quý vị đã trình bày ha, cô tu nữ tự nhiên nè, huynh hạnh pháp nè, thích mê ta đã nói lên sự thật của cuộc sống, và đó là những cái điều thiết thực ha. Thì hôm nay cho Phật con này đem lại cho chúng ta một cái kiến thức, một cái sự hiểu biết, để cái những cuộc sống của chúng ta trong đời thường khỏi mất những trở ngại, tức là người ta gọi là thùng rỗng kêu to, mà có sao nói vậy thì cái đó là mới là thiết thực. Rồi bây giờ thời gian cũng đã trôi qua 2 phút rồi, xin được kết thúc rồi. Phật con xin chư thiên quan hệ rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và thanh thiền, sức hơi lực vô biên, chỉ toàn giác độc giác và thân văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ hương Phật giáo lân truyền được an lành tĩnh lạc. Xin phép quý vị, chúng tôi xin được đóng vô buổi sinh hoạt của chúng ta, xin được kết thúc ở đây ha.